Trong nhiều thế kỷ, âm nhạc và âm thanh đã được sử dụng như những công cụ để thúc đẩy quá trình chữa bệnh và thiền định. Một trong những nhạc cụ đầu tiên được nhân loại tạo ra để sử dụng cho mục đích này được gọi là chuông xoay. Những chiếc chuông kim loại thần bí này, khi được đánh vào, có thể tạo ra những âm thanh trầm ngâm và thiên đường, âm thanh vang vọng như thể vũ trụ đang tự biểu hiện trên tâm hồn của một người. Chuông xoay Tây Tạng được rèn bằng hợp kim thường chứa từ 5 đến 7 kim loại quý, được kết nối với các hành tinh trong thiên hà của chúng ta, chì, sao thổ, thiết, sao mộc, sắt, sao hỏa, đồng, sao kim, thủy ngân, sao thủy, bạc, mặt trăng và vàng, mặt trời. Kích thước của bát và tỷ lệ giữa các kim loại ảnh hưởng đến âm sắc, độ rung và chất lượng âm thanh do bát tạo ra. Những chiếc bát khác nhau về hình dạng và vẻ ngoài khi chúng được sử dụng cho liệu pháp âm thanh theo những cách khác nhau. Âm thanh chắc chắn là một trong những phương tiện truyền thông mạnh mẽ nhất, vì nó có thể đưa tinh thần con người vào các trạng thái ý thức khác nhau. Bên cạnh công dụng truyền thống để thiền định, bát hát Tây Tạng được sử dụng để thư giãn sâu và tái tạo cơ bắp, giảm đau ở khớp, cơ và vai, giảm đau liên quan đến đau thần kinh tọa, hệ tiêu hóa, đau đầu và đau nửa đầu hoặc chấn thương cột sống, cải thiện lưu thông, giải phóng căng thẳng hoặc tắc nghẽn, khai thông dòng năng lượng, loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Khi chúng ta thư giãn với âm thanh của bát Tây Tạng hoặc cồng chiêng, sự tập trung của chúng ta được cải thiện và những căng thẳng và tắc nghẽn cảm xúc của chúng ta được xoa dịu. Âm thanh với những rung động của nó có thể xoa dịu nỗi đau tinh thần hoặc cảm xúc, lòng tự trọng thấp, lo lắng, sợ hãi, tức giận, lo lắng, trầm cảm, mất ngủ. Bát hát Tây Tạng và âm sắc độc đáo của chúng được sử dụng để ổn định huyết áp, giảm bớt các vấn đề liên quan đến bệnh hen suyễn, làm mới chức năng của tuyến thượng thận, để mở và ổn định các kinh mạch và cải thiện các phản ứng của khớp thần kinh trong não của chúng ta. Chúng cũng giúp trẻ mắc chứng rối loạn tăng động và chúng kích thích hệ thống miễn dịch. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng bát hát Tây Tạng tạo ra những làn sóng cụ thể. Các phân tích khoa học về sóng não điện từ đã xác nhận sự tồn tại của các loại sóng có thể nhận biết rõ ràng, được kết nối với các trạng thái ý thức khác nhau. Được biết, não ở trạng thái bình thường, tức là trong lương tâm hàng ngày, tạo ra sóng beta. Sóng alpha hiện diện trong trạng thái thiền định và ý thức bình tĩnh. Sóng theta là điển hình cho trạng thái ngủ, trong khi sóng delta chỉ xuất hiện trong giấc ngủ sâu. Khi ghi lại các sóng do bát hát tạo ra, các nhà khoa học đã phát hiện ra các dạng sóng giống như sóng alpha do não của chúng ta tạo ra. Những con sóng này mang lại cảm giác thư giãn sâu sắc,